vừa tay đó các bạn. Ông nghĩ là bao nhiêu đây nước là đủ rồi, nhiều quá thì nó sẽ bị chua và bị loãng, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Và bông thấy là nước xả bắt đầu sôi rồi, da của bông bắt đầu ra nước. Bên đây chỉ là trà đào thôi, đơn giản. À, quên nữa, bông mời các bạn cùng uống với bông nha. Rất là hấp dẫn. Nó bị dính miếng đào nên uống không lên. Cam thì cũng có rất là nhiều loại cam không được biết, như là cam Mỹ nè, cam xoàn nè, cam năm roi nè. Bông nó giỡn, chỉ có bưởi năm roi thôi chứ không có cam năm roi. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bông Kitchen. Và hôm nay Bông sẽ giới thiệu đến các bạn hai cái loại nước uống, đó chính là trà đào và trà đào cam xả. Và các bạn ơi, với cái thời tiết nắng nóng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bông Kitchen. Và hôm nay Bông sẽ giới thiệu đến các bạn hai cái loại nước uống, đó chính là trà đào và trà đào cam xả. Và các bạn ơi, với cái thời tiết nắng nóng của Sài Gòn và cũng như là đang có dịch bệnh á, nên chúng ta cần bổ sung sức khỏe cho cơ thể của chúng ta bằng cách để chúng ta bổ sung những cái vitamin A, vitamin C. Đó là những cái vitamin mà giúp cho cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh và tăng sức đề kháng. Và nguyên liệu mà Bông để chuẩn bị hai cái món nước uống là trà đào và trà đào cam xả thì Bông cần có là, thứ nhất là đào. Đây, một ít đường. Đây là những cái gói trà đào. Một quả cam. Cũng vừa tay đó các bạn. Ba cọng xả. Và bây giờ thì Bông sẽ bắt tay vào thực hiện cái món trà đào và trà đào cam xả. Và chúng ta hãy so sánh xem trà đào uống không với lại trà đào mà chúng ta bỏ cam và xả chế biến công phu hơn một xíu, giữa hai cái ly đó nó có sự khác nhau như thế nào nha. Tuy nhiên là Bông sẽ làm nấu nước. Tuy nhiên là Bông sẽ nấu nước trước. Và bên trong thời gian mà đợi nước nóng bên đó thì Bông sẽ cho vào đây một xíu nước nóng mà Bông đã pha sẵn. Tiếp theo là Bông sẽ chế biến xả. Xả các bạn sẽ đập dập ra nha. Xả các bạn đập dập ra và cho vào nồi. Các bạn có biết công dụng của xả không? Kháng khuẩn và xua muỗi rất là tốt. Xả chúng ta ngoài việc chế biến những cái món ăn và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể làm những cái mặt nạ từ xả. À, xông hơi từ xả chứ Bông nói nhầm. Chúng ta xông hơi từ mặt nạ xả rất là tốt, trị mụn cực kỳ hay. Chúng ta sẽ đợi nấu cho nó sôi lên. Trong thời gian mà chờ đợi xả nó sôi lên thì Bông sẽ cắt quả cam. Ly này thì chế biến có phần công phu hơn nha. Và nhắc tới cam thì các bạn có biết không? Cam thì cũng có rất là nhiều loại cam Bông được biết, như là cam Mỹ nè, cam xoàn nè, cam mật nè, cam sành nè. Đó, Bông biết được một số loại cam rồi đó. Cam năm roi nè, Bông nói giỡn, chỉ có bưởi năm roi thôi chứ không có cam năm roi. Bông nghĩ là bao nhiêu đây nước là đủ rồi, nhiều quá thì nó sẽ bị chua và bị loãng. Các bạn ơi, các bạn có biết những cái loại cam nào đó nữa thì các bạn hãy comment bên dưới cho Bông kể thêm cho Bông nghe chứ. Hoặc là bên nước của các bạn có những cái loại cam nào thì các bạn cũng hãy comment bên dưới cho Bông với nha. Và các bạn có biết không, cam có rất là nhiều vitamin A rất là tốt, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Chúng ta sẽ để cho xả nó sôi thêm một xíu, nó xả rất là thơm. Và Bông thấy ở mấy cái tiệm spa người ta rất là hay xông cái mùi xả này, hoặc là khi nào nhà nào mà có mũi nhiều chúng ta xông cái mùi xả này cũng tránh mũi, rất là hay. Và Bông thấy là nước xả bắt đầu sôi rồi, Bông sẽ đổ nước qua một cái ly và cho một gói trà. Trà đào vậy. Bây giờ thì nước đã sôi rồi, bây giờ thì Bông sẽ cho cái gói trà vào. Bông sẽ cho trực tiếp vào cái nồi nước này, xả này của Bông. Các bạn cho, các bạn cũng dầm cho nó ra nước với. Đây các bạn có thấy không, trà của Bông bắt đầu ra nước. Mùi trà đào rất là thơm. Các bạn ơi, ra nước rất là nhiều luôn. Ý Bông nói là cái gói trà nó ra nước rất là nhiều. Bông sẽ tạm để nó qua một bên trước. Bây giờ thì Bông sẽ đổ nước ra cái ly. Bây giờ Bông sẽ múc nước cam xả ra ly cam của Bông. Đây là cái ly không có cam xả, đây là một cái ly trà đào không thôi. Đây, hai ly. Và các bạn biết không, bên đây sẽ là một cái ly, bên đây sẽ là cái muỗng màu cam nha, bên đây sẽ là một cái muỗng màu hồng nha. Bên đây là trà đào cam xả, còn bên đây chỉ là trà đào không thôi nha. Bây giờ Bông sẽ cho tiếp đào vào. Bông bật mí thêm, đây cũng là đào mà Bông mua trong siêu thị. Và nếu như mà bạn nào biết làm mứt đào á thì các bạn có thể tự làm ở nhà. Còn không thì các bạn cũng đi mua cái hũ đào trong siêu thị sẵn giống như Bông. Đây thì Bông sẽ uống thử một miếng. Hơi chua. Nên sẽ cho vào đây một xíu đường. Đường thì tùy theo các bạn ngọt như thế nào thì các bạn sẽ liều lượng các bạn tự cho nha. Hai ly nước, màu sắc rất là khác nhau các bạn thấy không? Một bên có cam và một bên không có cam. Hai ly nước này có tác dụng là tăng sức đề kháng các bạn rất là nhiều đó.
Nên bạn nào mà mệt mệt thì chúng ta có thể pha trà đào cam xả để bổ sung vitamin C cũng như sức đề kháng cho cơ thể. Sau một hồi pha chế thì Bông đã có hai cái ly nước. Bên đây là trà đào, bên đây là trà đào cam xả nha các bạn. Giờ thì Bông sẽ cho những cái viên đá vào. Tiếp theo là Bông sẽ để lên đây những cái miếng đào. Đào rất là ngon. Các bạn có biết là đào xuất hiện trong bộ phim gì không? Bông thấy là xuất hiện trong bộ phim Tây Du Ký á. Tại Thiên Đại Thánh ăn những cái miếng đào này có thể là trường sinh đó các bạn. Rồi bây giờ Bông sẽ trang trí lên đây một xíu cam. Miếng cam hồi nãy của Bông còn dư đó. Đây là hai cái món nước uống của Bông rất là hấp dẫn. Một bên là trà đào, một bên là trà đào cam xả. Bây giờ theo các bạn thì các bạn sẽ thích Bông thưởng thức cái món nào trước? Đâu, các bạn hãy thử comment bên dưới xem coi các bạn đoán có đúng không nha. Bắt đầu từ cái phút này nha. Vâng, và bây giờ Bông sẽ uống đương nhiên là trà đào rồi. Bông sẽ uống trà đào trước. Bông sẽ để ly này qua một bên đi. Bên đây chỉ là trà đào thôi, đơn giản. À, quên nữa, Bông mời các bạn cùng uống với Bông nha. Rất là hấp dẫn. Nó bị dính miếng đào nên uống không lên. Quán đào rất là to, rất là bự và rất là mút. À, rất là bự thôi, khỏi mút. Bông sẽ để qua một bên. Tiếp theo là Bông sẽ uống tới trà đào cam xả. Nhìn bên đây thì có vẻ là hấp dẫn hơn đúng không các bạn? À quên, Bông cũng sẽ mời các bạn cùng uống với Bông nha. Bông cũng sẽ ăn thử bên đây miếng đào. Tại vì bên kia ăn một miếng đào rồi bên đây nếu như không ăn miếng đào thì hai cái ly sẽ thiên vị với nhau đúng không? Nên mình phải đồng đều. Đây còn gọi là mứt đào các bạn. Trà đào cam xả nó đậm đà cái hương vị của xả và một xíu cái vị chua thanh của cam và hòa quyện vào cái vị ngọt của đào, và cái miếng đào cũng rất là ngọt. Còn cái ly trà đào không á, thì nó hơi loãng một xíu và nó cũng không có cái mùi thơm của xả cũng như là cam, nó chỉ có vị ngọt của đào thôi. Đây các bạn, nó không ngon và nó cũng không có đậm đặc bằng cái bên ly bên đây của Bông, vừa chua vừa đậm đặc của xả và vị ngọt của đào nữa. Tất cả những cái hương vị đó hòa quyện vào nhau rất là ngon. Và đương nhiên thì Bông cũng rất là thích cái ly bên đây. Các bạn có thấy không? Và cái ly bên đây cũng vậy, nhìn vào vẻ bề ngoài các bạn cũng thấy là nó hấp dẫn và bắt mắt hơn cái ly đào bên đây. Đúng là chất lượng là một chuyện nhưng cái vẻ ngoài bắt mắt lại là một chuyện đúng không? Khi các bạn ăn một cái món gì đó và các bạn cảm thấy nó bắt mắt trước đã đúng không? Thôi không chọc các bạn nữa và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là ủng hộ Bông Kitchen. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên là để lại cho Bông một like, share và hãy nhớ đăng ký kênh của Bông nha. Và Bông rất là mong muốn ngày nào cũng được gặp các bạn và được nấu những cái món ăn cũng như pha những cái loại nước uống để review đến cho các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập tiếp theo của Bông Kitchen. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ơi, chừng chờ gì nữa mà các bạn không thử thực hiện hai cái nước uống này của Bông thử đi. Và hãy cảm nhận cũng như là đánh giá xem coi Bông nói có đúng hay không nha. Bye bye.